Xin chào quý vị và các bạn. Trong cả ngày hôm nay, bão số 10 vẫn di chuyển rất chậm. Hiện bão còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong những giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ trung bình từ 10 đến 15 km/h, khả năng sẽ mạnh lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11 trong ngày mai. Tuy nhiên, khi đến gần bờ hơn, ở ngay trên vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, bão sẽ di chuyển chậm lại, giảm nhẹ một cấp. Sau đó, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở vùng trung tâm, vùng áp thấp, giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới, tức là gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 12,5 đến 17 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 111 đến 118 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Như vậy, với diễn biến khả năng bão số 10 đi vào khu vực Nam Trung Bộ, thời tiết tại đây sẽ có nhiều chuyển biến. Cụ thể, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa sẽ xuất hiện nhiều trở lại, bắt đầu từ ngày mai mùng 4 tháng 11 và tăng dần về cường độ và diện mưa trong ngày mùng 5, khi cơn bão áp sát và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung. Trọng tâm của vùng mưa rơi vào khu vực từ Quảng Bình cho tới Khánh Hòa. Lượng mưa trong bão là rất lớn, có thể đạt từ 50 đến 100mm cả ngày, thậm chí còn cao hơn. Các khu vực khác ở Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên chịu tác động đồng thời của không khí lạnh và hoàn lưu của bão số 10 sẽ có mưa vừa mưa to trở lại. Cụ thể, ở Bình Định, Bắc Tây Nguyên, Phú Yên có lượng mưa trong khoảng từ 100 đến 150mm, từ Huế đến Quảng Ngãi là từ 300 cho tới 350mm. Khu vực Nghệ An đến Quảng Trị phổ biến trong khoảng từ 150 đến 250mm trên cả đợt. Mưa lớn xảy ra trong khi những hậu quả nặng nề của đợt mưa lũ của bão số 9 để lại còn chưa khắc phục xong. Do vậy, người dân khu vực miền Trung, đặc biệt là các tỉnh trong vùng cảnh báo mưa lớn, cần hết sức đề phòng với các hiện tượng ngập úng diện rộng, vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất gây nguy hiểm. Khả năng mưa còn kéo dài đến hết ngày 6 tháng 11 trên khu vực này. Đến với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới, đặc biệt lưu ý đến thời tiết phần phía Bắc của Tây Nguyên, các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk trong ngày mùng 4 đến mùng 6. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên sẽ có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong khi tại Nam Bộ thời tiết ít mưa, nhiệt độ ở các tỉnh thành Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 26 đến 30 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ dao động từ 31 cho tới 33 độ. Trở ra các tỉnh miền Bắc, trong 2-3 ngày tới, các tỉnh Bắc Bộ nằm trong sự chi phối của hệ thống không khí lạnh suy yếu dần. Thời tiết tương đối ổn định, phổ biến tạnh giáo ít mưa. Nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ 24 cho tới 27 độ. Về đêm và sáng, trời rét nhẹ với mức nhiệt chỉ từ 16 đến 19 độ, vùng núi mức nhiệt thấp dưới mức này. Trên biển, do hoạt động của cơn bão số 10 trên Biển Đông, nên khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thời tiết xấu. Đặc biệt, khu vực giữa Biển Đông, mưa to, gió mạnh, sóng cao và biển động mạnh. Gió ở tại khu vực giữa và Bắc của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Phần Nam Biển Đông, gió Tây Nam với gió mạnh biển động trong những ngày tới. Do đó, tàu thuyền không nên ra khơi trong thời điểm này, cần tìm nơi trú ẩn và tránh trú an toàn để đảm bảo tính mạng và tài sản. Như vậy, bão số 10 còn khá gần đất liền của nước ta. Từ ngày mai, bão sẽ bắt đầu ảnh hưởng gây mưa cho khu vực Nam Trung Bộ. Khán giả ở đây cần chủ động ứng phó. Bản tin thời tiết cuối ngày mùng 3 tháng 11 cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.